Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Quảng Ngãi lần thứ 11 và Đại hội các cấp. Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lễ ra quân tư vấn an toàn và thực hiện thi công mẫu hệ thống điện sau công tơ miễn phí cho khách hàng tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Công trình có quy mô gồm xây dựng mới 115m đường dây cùng các phụ kiện đi kèm, tổng giá trị công trình hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn tặng cho 30 hộ dân, mỗi hộ 2 bóng đèn compact tiết kiệm điện để phục vụ chiếu sáng trong gia đình. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện đến tận tay người dân huyện đảo Lý Sơn, tư vấn cho người dân cách sử dụng điện sao cho an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất. Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lý Sơn cho biết. Từ khi mà có điện đến giờ đó thì việc sử dụng điện để mà tăng gia sản xuất ngoài đồng thì rất là lớn. Chính vì vậy mà việc hỗ trợ điện sau công tơ này là nó tăng cường được cái sự tiết kiệm điện mà đặc biệt là an toàn, hiệu quả trong quá trình sản xuất đối với người dân. Về mặt chủ trương của huyện thì cũng khuyến khích tất cả các hộ dân là áp ứng dụng công nghệ để trong sản xuất. Thì đã ứng dụng công nghệ thì đòi hỏi là phải có điện, mà đã có điện thì đòi hỏi cái mức độ an toàn, hiệu quả và làm sao đó là tăng năng suất trong sản xuất. Nhận được bóng đèn compact tiết kiệm điện, chị Trương Thị Quyết, thôn Đông, An Hải phấn khởi. Chị nhận được thì chị cũng vui, chị để treo quấn này cho nó xuống. Lễ ra quân được thực hiện nhằm mục đích tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho bà con, cũng như giúp bà con chỉnh trang lại đường dây sau công tơ. Lấy đây là hình mẫu để qua đó bà con xem xét, sửa chữa đường dây của gia đình mình, đảm bảo cho việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả.